Và các bạn thân mến, theo tiêu chí săn tìm những thiết bị audio cao cấp và đẹp nhất trên giới audio được sưu tầm từ các thương hiệu lớn trên thế giới, thì trên kênh của Toàn Audio Nam Định thì với đoạn clip này tôi sẽ cho quý vị thấy những cặp loa và những cặp súp nó có giá trị đích thực tới từng cm và với chất âm. Thì có lẽ rằng chúng ta khi mà thoáng thấy cấu hình này thì quý vị không cần phải bàn luận và cũng không cần phải hỏi. Với cặp loa JBL và cặp súp JBL Comle của hãng đến từ California, Mỹ cho cặp loa JBL 4755A và cặp súp JBL 4745A nguyên Comle của hãng, nó có cấu hình tới nhiều nghìn watt và nặng khủng khiếp. Xin mời quý vị cùng ngắm nhìn cấu hình rất là tuyệt vời này. Đây cũng là một trong những cấu hình mà tôi sưu tầm trên kênh của Toàn Audio Nam Định, rất là ít khi chúng ta mới được trải nghiệm. Cách đây quý vị nào hay theo dõi trên kênh của mình thì cách đây vài 3 tháng gì đó, khoảng chừng 3 tháng thì mình cũng về được một cặp 4745 này còn rất là mới, và một anh em miền trong thì đã chốt rồi. Hiện tại tới bây giờ thì bác chốt và đang xây nhà, thì đang chờ trong tháng này hoặc tháng tới này gì đó xong nhà thì bác mới lấy về. Nhưng cũng có thể nói được rằng anh em rất là đam mê đó, đam mê âm thanh. Và người ta khi mà nhìn thấy những cái cặp loa quý như thế này thì anh em chốt rất là nhanh nhẹ. Xin mời quý vị cùng nghe. Tôi sẽ mở một cái bài cái đoạn nhạc nhỏ nhỏ thôi, trong khi mà vừa ngắm nhìn lưu lưu một chút, và quý vị cùng nghe và cùng nhìn, và quý vị sẽ thấy được rằng nó là một trong những cấu hình đỉnh cao nhất hãng với JBL 4745 và 4755. Trong đêm loạn nhịp tim vì đang nhớ anh, suy tư lờ đãng cô đơn về lòng buồn ngơ ngác, mưa rơi lác đác ích kỷ thêm chi càng bất an, đành lối đi xa muốn ngang xe dày lật tràn. Nghe phê quá. Với cặp loa phía sau đang thể hiện chất âm, chúng ta thấy rằng phê như con TT. Và bây giờ chúng ta cùng ngắm nhìn lại hai con mắt cho nó phê, tại sao nó lại gấu và khủng như vậy, và được nhiều anh em dặn dò cũng như là săn tìm như vậy. Thì xin mời quý vị cùng trải nghiệm. Trước máy quay quý vị đang được ngắm nhìn cặp loa JBL 4755A đó, và cặp súp JBL 4745A cấu hình hết số của hãng, mới long lanh tới từng cm. Mới hay không thì tôi luôn nhắn nhủ với quý vị rằng cứ nhìn trực diện đó, thẳng thừng vấn đề, đừng nghe nào nói rằng đẹp và mới. Nào, mắt mình nhìn thấy, tai mình đang, ví dụ tai mình đang nghe, mắt mình nhìn thấy thực tế thì chúng ta mới công nhận. Sở hữu cấu hình của cặp loa trước máy quay thì chúng ta cùng ngắm nhìn lần lượt cho model 4745A đến từ California, Mỹ. Đây là một trong những cặp loa có cấu hình khủng. Tất cả ba cái cổ loa này thì đều là từ 22 côn 100. Đó. Trang bị 4 loa trên một thùng cho cặp loa 4745A đến từ California, Mỹ. Nặng vào khoảng tầm 1 tạ 6, công suất từ ngưỡng 2400 tới 4800 W cho cặp loa này. Nó đánh như một cái vũ trường, hoặc gọi cách khác chính xác hơn thì cấu hình này thì nó là một cái vũ trường đỉnh cao luôn rồi. Đó, anh em thấy rằng cái dàn này của tôi mà đánh vào cái vũ trường nào thì đánh cho nhức đít luôn. Không đùa được đâu.
Ô, hình này của nó là nhiều nghìn watt đấy ạ. À, tôi xem là tôi nướt lại thông số rồi. Với cái cặp súp này và cặp loa này thì công suất max của nó là cũng xem nhau rồi. Đó. 2400W này, trung bình cho cặp súp này. Và cặp loa nó max của nó là 4800W này. Ôi, 7, 6, 7, 8 nghìn watt rồi. Khủng khiếp đó. Nặng thì cũng xem nhau luôn ạ. À, quý vị thấy rằng với kích thước của phần thùng loa thì nó sở hữu chiều cao của nó. Ở đây thì cao thì nó tới 85. Đó, không tính chân. Cao 85, ngang 80. Sâu 53 cm. Công suất max là 4800W trên trở kháng. Trở kháng của nó là nó chạy từ 8 tới 16 luôn quý vị ạ. Giật mình luôn này. Củ càn 2445G16 ôm, 8 đến 16 rồi. Đấy, củ bát là 2202H8 ôm, California. Tất cả đều từ 22 côn 100. Mới nong này. Quý vị nhìn cấu hình này cho nó phê. Dù rằng có cơ hội sở hữu hay không thì cũng cứ ngắm nhìn thì cho nó phê. Biết đâu lúc nào đó thì chúng ta lại có cơ hội gặp lại được những cái cặp loa khủng này để sưu tầm. Nặng một tạ 6 quý vị nhá. Nguyên một cái càn này ông nào yếu không vác được đâu ạ. Vác nặng nề lưỡi luôn. Củ bát cũng vậy luôn. Bởi vì nó là từ 22 côn 100 luôn. Đây. Củ chắc này. Kinh luôn. Đó, anh em thấy phê không ạ? Quá đã. Với cặp loa với kích thước thì chúng ta thấy rằng khá là gọn gàng. Nặng thì một tạ 6 cặp loa này. Anh em nhìn thấy nguyên cái bộ cổ này không, nó là kinh khủng khiếp luôn. Củ càn mấy cân, của bác mấy cân luôn, trên chục cân của bác luôn. Bác từ 2 côn 100. Gân vải tẩm dầu siêu bền. Thùng ván ép bạch dương. Vất trời mưa ngấm nước không xi nhê gì luôn. Đó, và nó rất là đẹp, đít cũng đẹp luôn. Gọi vui vui cho anh em là đít cũng đẹp luôn, cũng mới luôn. Tem cờ logo này. Quý vị thấy phê không ạ? JBN 4745A. Nặng 160kg, công suất 2400 trên 4800. Trở kháng 8 trên 16 ohm. Đó. Phê chưa? Độ nhạy 133 dB. Quay trở lại với cặp súp thì có cấu hình tương tự cho cặp JBN 4745A đến từ California, Mỹ. Nong nanh đến từng cm. Với kích thước y như nhau. Cao 85, ngang 80, sâu 53. Công suất 2400W, trang bị củ 2226HPN từ 22 côn 100. Cấu hình hết tầm này thì quý vị không bàn rồi. Cái lỗ hơi này, lỗ hơi ống hơi này còn đường kính nó vào khoảng tầm phi 140-160 gì đấy. Đánh khủng khiếp luôn. Đây nó là những quả súp thống lĩnh thập cẩm các dòng súp và trầm trên thị trường. Anh em thấy rằng cũng là model củ này nhưng mà một số model khác thì cái thùng của cũng là JB cả thôi. Nhưng mà cái thùng của nó còn kém hơn thùng này rất là nhiều. Anh em nhìn cái thùng này nó đánh tiếng trầm thì nó phê cỡ nào. Mỗi một tiếng trống nó đánh giống như là hai cái trống đàn nó đánh huỳnh. Đó, tôi review đoạn này thì nó nhiều thiết bị thì chắc đoạn clip sau thì tôi sẽ ghép cho quý vị trải nghiệm cả bộ. Nhưng mà xin thưa với quý vị rằng cả bộ này tôi chỉ mở nick nhỏ tí ti thôi, chứ còn bảo mà mở lớn thì cái bộ này nó có thể nó thổi bay thì vài nhà ông hàng xóm thì trần thạch cao mà không chắc thì chắc là rụng luôn. Bởi vì cấu hình này anh em thấy được rằng 2400W trung bình cặp súp này và cặp loa của nó max là 4800 này. Đó. Thành 6-7 nghìn W rồi. Đó. Rồi lặng tới quý vị thấy rằng là mấy tạ luôn rồi. Đẹp mướt luôn. Đó. Cặp cặp loa và cặp súp này thì chắc chắn với quý vị một điều rằng nó là số 1 tại Việt Nam rồi. Kiếm được cặp loa đẹp như cặp loa này thì là khó lắm rồi. Ông nào giỏi cứ thử tìm kiếm thử để sẽ biết. Cặp 4755A này mà mua được cặp mới và zin và đẹp như thế này thì chắc chắn trong nước thì cực kỳ là khó. Xấu thì nem nhem thì lâu lắm thì mới thấy có đừng cặp đó. Kể cả cặp súp cũng vậy luôn. Hai thiết bị của mình nó đều đồng đều với nhau, anh em thấy rằng mới như thế này, đẹp như thế này đó, có đáng sưu tầm hay không thì chắc chắn anh em cũng đã thấy rõ. Đây là quan điểm và tiêu chí trên kênh của mình, sưu tầm những thiết bị cao cấp cho anh em trải nghiệm nghe các thể loại nhạc rồi karaoke rồi vân vân, chơi cho thập cẩm từ phòng khách gia đình cho tới các bar, các vũ trường chuyên nghiệp hay các quán karaoke. Muốn chơi đâu thì chơi. Nói tóm lại cấu hình này nó là cấu hình đỉnh cao hết tầm luôn rồi. Chơi múc toàn những cái loại cổ từ khủng hoảng, từ 2 côn 100 và hết số. Rất là tuyệt vời, xin chân thành cảm ơn. Còn rất nhiều những thiết bị cao cấp nữa tôi sẽ cập nhật liên tục cho quý vị cùng tham khảo và cùng trải nghiệm trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Quý vị đăng ký tham khảo và chờ sẵn.
những đoạn clip tiếp theo. Chiều nay hồng trần kia tựa như giấc mơ phù du. Tựa cơn mộng dù thoáng qua, hồi nhân thế sao cứ mang lòng ghét đánh, được và mất cuối đời cùng chẳng mang theo, rồi một mai ai cùng theo cát bụi mà thôi. Sao mai còn gieo thì phi trắng đen, đừng sân si chỉ thêm chút ưu phiền đắng cay.